306. A pu tá hòa đi ní rá dằn ú pê tí vô hòa pí cá tòa ná cá rồ mí tí chà hát ú pô pí tê pét chá xá mà bá hoành tí ní hì ná cầm mà ná nú chà bá rách thá A pù tá hòa đi ní rá dằn ú pê tí vô hòa pí cá tòa ná cá rồ bí tí chà há ú pô bí tê pét chá xá mà phá hoành tí ní hì ná cầm mà nà má nú chà phá rách thá nói láo đọ địa ngục có làm nói không làm cả hai đồng cả hai chết đồng đẳng làm người nghiệp hạ liệt. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vọng ngôn vọng ngữ nói hoàng chết sanh khổ cảnh thở than nổi gì làm rồi lại chối quanh quách đi hai tên một cuộc A Tỳ Tiện Nhân. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôn bài xong, mến mời bên tay của Sức Anh. Hôm nay quý anh chị nghe được chưa ạ? Alo. À, rồi anh Minh biết rồi. Thôi chị Nhật Quỳnh Hâu Quỳnh quá thay ná đỡ mít dùm máy mình đi ha. Dạ, yeah, xin thấy mình lại nghe, giống nhỏ, nghe không nghe được luôn, nhỏ quá. Nghe nhỏ, thiệt nhỏ vậy đó. Nam mô Phuttaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangkhaya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, yeah, con xin được kể kinh pháp cú số 306. Dạ, yeah, cảm ơn xích nhật thuyền xích đảng đông xích ai mình. A pu ta wa di ni ra yang u pe ti yo va pi ka twa na ka ro mi ti cha ha u po pi te pe cha sa ma pa wan ti ni hi na ka ma ma nu cha pa ra tha A pu ta wa di ni ra yang u pe ti Yo va pi katwa na karo mi ti cha upo pi te pe cha sama bhavanti nihi na kamma manucha paratha aputa vadi ni rayang upeti Yo va pi katawa na karo mi ti cha upo pi te pe cha sama bhavanti nihi na kamma manucha paratha aputa vadi ni rayang upeti Yo va pi katawa na karo mi ti cha upo pi te pe cha sama bhavanti nihi na kamma manucha paratha nói láo đọa địa ngục có làm nói không làm cả hai chết đồng đẳng làm người nghiệp hạ liệt. Bản dịch của ngài Minh Châu. Vọng ngôn vọng ngữ nói quàng chết sanh khổ cảnh thở than nỗi gì
làm rồi lại chối quắt đi. Hai tên một ruột A Tỳ tiền nhân. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức. Dạ Nam Mô Phật Thà. Dạ dạ mến mời Sít Trái Ái Minh thử mic lại lần nữa. Mến mời Sít Trái Ái Minh nha. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ Nhật Quỳnh thấy tín hiệu của ai mình. Dạ cảm ơn Thích Đăng Đông cho khoan cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh nhị xin phép được trả bài trước á. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ một lần nữa con thành kính thành lễ tri trung đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Bá Tha Ná cho bài học. Con xin được ôn bài pháp của kinh 306. Apu tắc hòa đi ni ra dằn u bê tí dô hòa bí cá tò nắc cá rô bí tí chà hạ u phô bí tê bét chá sa mà phá hoàn tí ni hì nắc cầm mà man nu chà bát rát thá. Apu tắc hòa đi ni ra dằn. Con sai rồi. A phù tắc hòa đi ni ra dằn u bê tí dơ hòa bí ca tò nắc ca rơ mi tí chà ha u phù bí tê bét chát sa mà phá hoàn tí ni hì nắc cầm mà manu chà bá rát thá. Nói láo, đọa địa ngục có làm, nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. A phụ ta qua đi nì ra văn u bê tí dỗ qua bi khách to nà ca rơ mi tí cha ha u pho bi tê bét cha sa ma pa wan ti ni he na cam ma ma nu cha ba rat the a phu ta qua đi ni ra văn u bê ti yo qua bi cát to na ca rô mi ti cha ha u pho bi tê bét cha sa ma pha quan ti ni he na cam ma na mu ma nu cha ba ra tha. Vọng ngôn vọng ngữ nói hoàng, chết sanh khổ cảnh thở than nội gì, làm rồi lại chổi quách đi. Hai tên một ruột A Tỳ tiện nhân. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Tâm pháp ơi, tâm pháp có cầm mít được không? Dạ, mến chào Trần Đạo vừa vào đạo tràng. Trần Đạo ơi, Trần Đạo có cầm mít được không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu ạ. Và bây giờ thì cô ấy Minh đã cầm mít được chưa? Dạ, mời Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Thầm Mạ. Dạ, Nam Mô Sa. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Phật tính cùng chư tôn đức tăng kính lễ tư tu nữ Khánh An kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị là thứ hai chị Nhật Quỳnh, chị là Đông cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 2306 và kính chào Linh Nhất Thanh An. Cô ta qua điện ra giao u bê tí vô qua đi các toa mà ca rô mi cha hà ô tô pi tê bê cha xà ma pa văn tí ni hi ma cam ma nà nu
cha ta rát ta a bu ta wa di ni ra yang u be ti yo wa di ka to na ka re mi ti cha cha ha u bo bi te be cha sa ma pa wan ti ni hi na kam ma na bu cha pa rát ta. Nói láng bỏ địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệt hạ liệt. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À bu ta va di ni ra yang u be ti yo va di ca toa na ca ro mi ti ca ha Ô bi tê bạch cha sa ma ba văn ti ni hi ma cam ma na ngô cha ba rắm tha. Giọng ngôn, giọng ngữ nói hoài, chết sanh khổ cảnh thở than nỗi gì, làm rồi lại chối quắt đi. Hai tên, một dục A Tỳ Tiện Nhân. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Cái Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Dạ, con xin cảm ơn Vinh Bát Thanh A đã bóp bài ạ. Dạ, con xin để mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ. Cảm ơn cô Ái Minh. Dạ, sa thú, sa thú. Cảm ơn sư Trần Đạo. Dạ, đây coi tâm pháp chạy ra chạy vào có được chưa. Để lúc nãy chắc tâm pháp đưa tay thì té hay sao. Dạ, vậy là tâm pháp chưa vào được. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn sư Trần Đạo, Minh Quách Thanh Á, cô Ái Minh, Cẩm Vân, sư Tâm Phương, sư Rạng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã cùng chúng con ôn bài câu pháp quốc kinh 306. Và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Trước khi chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học 307. Và cảm ơn Minh Quán Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu na ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu na ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu na ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng ai sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng hà trổ hòa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thanh tịnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh 307. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ.
Nam mô Bích Tha giá, dạ con thỉnh sư cầm mít bà sư. Chúng con chưa thấy sư cầm mít ạ. À. Dạ, Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Mai giá, Nam mô Sang Kha giá. Trước khi vào bài pháp, con xin đành lễ ơn Đức Tam Bảo ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavantang Aphivademi Svakhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Ba Ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tập vô minh và phiền não, Ngài thật là xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả phiền não cho chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, thực hành lời dạy của Ngài chắc chắn sẽ được an lạc đời này, đời sau và chấm dứt sự tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái được vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật và liễu chi được lý tứ thánh đế ngay trong đời sống bình nhật của mình, chấm dứt mọi khổ đau phát sanh lên. Kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn khắc bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử, quý cô tu nữ ở khắp mọi nơi, mong cho các vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và tinh tấn phát triển hiểu biết trong chánh pháp của Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm thấy rõ được lý tứ thánh đế trong đời sống này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay thì chúng con xin chia sẻ câu kệ số 307 phẩm địa ngục. Và chúng ta thấy ở đây Đức Thế Tôn đã nói rằng là cái y cà sa nếu mà chúng ta khoác trên mình mà không đi cùng với những cái phẩm hạnh đạo đức, giới, định tuệ cho trang nghiêm lời dạy của Ngài, không có biết quay đầu để sửa chữa và chúng ta hủy hoại giáo pháp của Đức Phật trên những cái dáng vẻ bề ngoài của chiếc y, rồi chúng ta lũng loạn trong chùa hay là trong từ viện hay là trong cái cách mà chúng ta đi đến các nhà Phật tử hay mọi nơi, bất cứ hình nào, thì chúng ta biết rằng cái ác nghiệp nó sẽ đưa xuống địa ngục. Như vậy thì chúng ta thấy những cái vị sư nếu không có hiểu lời dạy của Đức Phật thì đọa xứ rất là mãnh liệt, lâu dài, đau khổ. Và quả thực thì thời buổi của chúng ta càng ngày thì càng ít có những cái việc phạm hạnh, và người ta sẽ chia tông chia phái, người ta sẽ thuyết giáo giáo pháp của Đức Phật theo nhiều hình thức khác nhau. Chính vì cái điều này nên là chúng ta thấy lời của Đức Phật dạy đó là xuyên suốt không gian và thời gian qua cái câu kệ này. Thì bây giờ con xin chia sẻ từng cái từ vựng như cái bài kệ. Trước khi chia sẻ con đọc một lần. Kasawa kantha pahavo papathamma asanyata papa papehi kammehi tiyayang te upapacchaye. Nghĩa Việt là có nhiều kẻ cố cổ quấn y cà sa, hành theo pháp ác, không thu thúc, do các ác nghiệp, những kẻ xấu xa ấy bị sanh vào địa ngục. Như vậy chúng ta thấy khi mà đắp chiếc y cà sa, chúng ta phải xác định mình rất là rõ ràng.
Cái câu, hai câu kệ đầu là Kasawa Kantha Pahavo Papathamma Asanyata. Có nhiều kẻ cổ quấn y cà sa, hành theo ác pháp, không có thu thúc. Kasawa Kantha, Kasawa Kantha thì chúng ta biết là nó là một cái hợp từ hay là nhóm từ, là Kasawa cộng với Kantha. Nhóm từ này nó thuộc về lam tánh và nó chia theo chủ cách số nhiều. Là nhiều kẻ cổ quấn y cà sa. Thì chúng ta biết rằng giáo pháp của Đức Phật trải qua nhiều ngàn năm thì nó sanh ra rất là nhiều tông phái. Nhưng mà Phật giáo nguyên thủy của chúng ta thì nó vẫn còn ổn định đối với chư Tăng. Kasawa là một cái tính từ, nghĩa của nó là vàng, là danh từ trung tâm, hay là y cà sa, hay là y vàng. Y vàng. Canh thá là một cái danh từ nam tánh chỉ cho cái cổ. Pahavo, pahavo hay là báp là một cái tánh từ, một cái tính từ nam tánh. Ở cái câu kệ này chia theo chủ cách số nhiều, là chỉ cho nhiều. Nhiều. Papathamma, papá thì chúng ta biết nè, ác pháp. Thamma, ác pháp ở đây tức là những cái vị mặc áo cà sa, nhiễm các dục trần, vẻ bề ngoài. Khi chúng ta gặp người khác thì, gặp người cư sĩ, cư giết thì chúng ta tỏ vẻ mình là trong sạch thanh tịnh. Nhưng mà cái đời sống nội tâm của mình thì thực sự nó đảo ngược. Nó đảo ngược. Nó thực sự đảo ngược. Và cái này thì chúng ta biết rằng nó hoàn toàn là không có cái gì kiểm soát được nó. Khi mà chúng ta biết rằng hiểu biết nó không có sanh ở nơi con người đó trong chánh pháp, dầu họ có học, có tinh tấn bao nhiêu đi chăng nữa. Thì họ có muốn cũng không được. Nên do vậy chúng ta thấy có nhiều hạng xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Từ thuở Đức Phật thì chúng ta biết nè, có những vị sư thì đã cầm những cái đầu lâu để mà đi xin ăn, hay là những cái vị sư quan hệ với cái xác chết đã có từ thời Đức Phật. Thì, chúng ta đọc trong Tạng Luật thì chúng ta thấy nó kinh khủng, kinh hoàng. Và chúng ta thấy cái sự nguy hiểm phiền não là rất là kinh khủng. Nhưng mà không ai để ý tới đó. Hằng ngày thì chúng ta tha hồ trong các dục, nhưng mà chúng ta lại thuyết pháp về ly dục, ly ác bất thiện pháp. Chính vì hai cái điều này nó đảo ngược trong tâm hồn của chúng ta đó. Nó không có thuận với cái pháp tánh của nó. Chúng ta không có hiểu biết thực sự mà chúng ta, thì các cái pháp này nó sẽ quật ngã chúng ta, và trước sau gì chúng ta cũng phải đọa xứ. Nên là chúng ta phải hết sức lưu ý đến cái điều này. Papa Thamma tức là một cái nhóm từ nam tánh, chủ cách mà chia theo số nhiều, là ác pháp. Ác pháp. Và chúng ta biết có rất nhiều người biết đến chánh pháp của Đức Phật, nhưng họ sống trong ác pháp. Họ thuyết chánh pháp năm này qua năm kia, nhưng mà họ luôn luôn sống bằng ác pháp. Tức là họ vẫn coi bói, coi toán, coi phong thủy, rồi họ vẫn làm những điều này, điều kia mà
họ không thực sự tin vào nhân quả và lời Đức Phật dạy. Họ cứ muốn kiếm tìm một cái gì đó ở trong chánh pháp mà họ không biết được pháp là một cái sự xả ly tuyệt đối, chứ không phải là đi tìm kiếm. Do đó mà chúng ta biết rằng từ niềm tin ở bên trong đến bên ngoài dần dần chánh pháp của Đức Phật mới có cái chuyện mà không còn các vị tỳ kheo xuất gia mà chỉ có miếng vải y vàng. Điều đó chắc sẽ phải xảy ra thôi. Để chúng ta thấy điều đó rất là rõ. Bây giờ thì những cái người cư sĩ, người ta cũng không thích chùa chiền nhiều, người ta cũng có cái zoom riêng, rồi người ta cũng sinh hoạt riêng, người ta cũng có chánh pháp, người ta cũng thảo luận. Và thậm chí các cô, các bác, các anh, các chị cũng rất là giỏi. Và đôi khi những cái chiếc nát y chúng ta vào tu thì chúng ta cứ nghĩ mình là nhà sư rồi, mình quên mất cái phận sự của mình là phải tinh tấn, phải có giới hạnh, mà phải là một cái biểu tượng rất là lớn lao. Nhưng mà thời cuộc nữa, và chúng ta thấy là cái chiếc y cà sa không dễ dàng để mặc nó mà được giải thoát. Không mấy người mặc được đó mà được giải thoát đâu. Papa là một cái tính từ ác hay là xấu? Nếu mà chia cái danh từ trung tánh thì là điều xấu, điều ác. Tham ma tức là danh từ.
Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại đạo tràng chúng con. Không còn nghe được âm thanh của sư. Dạ, cảm ơn. Đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con thấy rạng đông chát lên. Thỉnh sư pháp tính, chúng con không còn nghe được âm thanh của đại đức Tệ Nhẫn.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi điền khuyết cho đại đức Tế Nhẫn ạ. Chắc đường nét của sư có vấn đề rồi. Dạ, đại đức Pháp Tính có nghe được âm thanh con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt. Đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, đại đức Pháp Tính có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, đại đức Tề Nhẫn có nghe được âm thanh con không? Dạ, vậy Rạng Đông ơi, Rạng Đông có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, vậy là đại đức Pháp Tính không có trước máy, mà đại đức Tấn cũng không nghe âm thanh. Vậy chắc Rạng Đông để băng quá Rạng Đông. À, sư chắc chạy ra rồi, chắc chưa dạ, chạy vào. Dạ, Rạng Đông, dạ con thấy đại đức Tề Nhẫn vào đạo tràng trở lại rồi. Sư có nghe được âm thanh con? Con cũng thỉnh sư cầm mic ạ. Dạ, nếu sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu ạ. Nam Mô Bụt Tha, dạ, dạ con kính nhân mic đến sư. Dạ thưa quý vị nghe rõ chưa? Alo alo. Dạ 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 sa thủ. Dạ kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, quả thật đời sống chỉ là những cái xác người bất tịnh, chỉ là những cái đất nước lửa gió, chỉ là những cái màu mùi vị nó hiện hữu ở các cái tứ đại khác nhau do duyên. Vì chúng ta không hiểu được nó lại là vô thường, khổ và vô ngã, những cái mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, chúng chỉ là những cái tính chất vô tri riêng biệt. Và những cái tâm hành chúng vừa ghi nhận là chúng đã diệt mất rồi. Cuộc sống luân hồi sanh tử thực tế ra thì chúng ta thấy nó chỉ có cái cảm thọ, nó cứ sanh rồi thay đổi cho nhau. Nếu nói về thọ, hay là cuộc sống chỉ là danh và sắc, hay là cuộc sống thì chúng ta thấy chỉ có tâm kinh nghiệm màu, tâm kinh nghiệm mùi, tâm kinh nghiệm vị, tâm kinh nghiệm âm thanh, tâm kinh nghiệm nóng lạnh, cứng mềm, sanh diệt liên tục. Do chúng ta không hiểu được pháp nên là chúng ta bị ảo tưởng. Và chúng ta luôn luôn là cái người mà trốn khổ tìm vui trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Và chúng ta đến với giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Chúng con cũng là một cái vị xuất gia, cũng đắp trên mình một chiếc y. Và sự thật thì nó rất là bẽ bàng. Nó bẽ bàng không phải là vì chư Tăng hay vì ai đó, mà chính vì pháp. Ở môi trường nào nó cũng vậy. Nếu như mà chúng ta nhận ra nó thì pháp nó là vậy. Không có cái môi trường nào tốt đẹp cả. Tốt đẹp hay không là do tâm của bạn có chánh kiến về nó hay không thôi. Chứ còn pháp nó vẫn diễn ra như vậy. Pháp nó vẫn diễn ra như vậy. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật là mình được một cái gì đó
mình nghĩ mình là cái người cao quý đáng cho người này người kia đảnh lễ hay là đáng phải được một cái gì đó. Nhưng mà chúng ta không biết được rằng cái phẩm chất tâm của mình mới đáng cho mình kính trọng nó. Và chúng ta biết rằng khoác lên mình một chiếc áo cà sa, đương nhiên là chúng ta biết nè, trong cái bài Sa Môn Hạnh Đức Phật nói là cái vị Sa Môn nó có 28 cái quả báo khi đắp trên mình một chiếc y của vị tỳ kheo. Nó đã được hưởng cái quả báo từ trong vô lượng quá khứ rồi. Nhưng mà vì đó đừng có nghĩ rằng được cung kính, được danh vọng mà mình dễ vui phóng dật ở trên đó. Cái đó là do quả phước nhiều đời của mình đã tôn kính Tam Bảo, đã tạo rất nhiều phước báo mới được khoác lên trên mình một chiếc y thật là đẹp. Và chúng ta biết chỉ cần đắp lên mùng một chiếc y thôi, chúng ta chưa là gì hết, với tất cả mọi người nhìn vào đó, người ta cũng không dám nói hổn, không dám nói những cái điều xúc phạm, chưa có nói những cái vấn đề gì hết. Thì chúng ta biết nè, cái năng lực mà cái màu y mà Đức Phật ra đời nó tốt đẹp đến mức độ như nào. Với hơn nữa mình được đắp y mà mình sống trong hội chúng chư tăng được á, là mình có rất nhiều phước báo. Rồi dần dần nếu mà mình không có đức hạnh á, mình sẽ xa rời những cái vị chư tăng đức hạnh, xa rời những cái vị hiền trí. Và từ từ mình muốn sống được ở trong chùa nữa đó, thì mình này kết hợp với những cái gọi là những cái người cũng khoác áo cà sa nhưng mà bê bối phóng dật xảo biện, có những cái vị sư thấy rất là rõ ràng những cái ác pháp của cái vị sư đó, nhưng mà vị đó vẫn chơi, vẫn ngồi và vẫn lệ thuộc vào những cái con người như vậy. Để báo cho quý vị biết, những cái tâm đó là tâm thấp hèn. Bất cứ hội chúng nào, nếu mà bạn có những cái tâm như vậy, bạn không bao giờ đến được gần bậc hiền trí đâu. Bạn muốn tốt hơn, tâm của bạn phải rất là mạnh mẽ. Đâu có cần gì chơi với ai, thưa quý vị. Chỉ cần một hai người, một là người thầy tốt, hai là mình ở với giáo pháp Đức Phật. Vì mình biết không có ai ở trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Không có ai cả. Mình ở không nó cũng có bất thiện pháp lận mà, đâu cần phải có người. Mình ở không cũng có bất thiện pháp, đâu cần phải có người đâu. Thậm chí còn có người nó còn có bất thiện pháp nhiều hơn nữa.
Và chúng ta biết rằng Đức Phật đã nói rằng là giáo pháp, chánh pháp bị biến mất khỏi thế gian này, không có ai vô đây hết ngoài những cái người đắp trên mình những chiếc y không có học hiểu, nghiên cứu cẩn trọng và làm viên miễn cái diệu pháp này, hiểu rõ lý tứ thánh đế trong đời sống hàng ngày. Họ cứ chạy đi tìm danh, tìm lợi, tìm bạn, tìm bè, tìm những cái hội chúng để mà làm cho mình có danh dự, có lớn vọng, có được người ta cung kính này kia. Thì không bao giờ họ nếm được cái hương vị giải thoát. Và dần dần giáo pháp của Đức Phật chỉ còn trên những cái ngôn từ, trên những cái bìa kinh, nhưng mà không có sự hiểu biết. Nếu mà chỉ đọc kinh mà nó giác ngộ được thì chúng ta chỉ đọc 2 tháng là hết Tam Tạng kinh điển rồi. Nhưng mà để hiểu cái thấy không phải là tôi thấy, mà cái đối tượng thị giác này không phải là tôi, và cái đối tượng thị giác thì làm sao là của bạn được? Vì bạn, ngay như bản thân của bạn, bạn đi ra một lượt, bạn dạo phố thì bạn là cái đối tượng của hàng tỷ cái thấy. Rồi cũng có hàng tỷ cái thương, cái ghét, cái nói thầm ở trong những cái tâm bất thiện của kẻ khác. Vậy bạn là ai? Bạn chỉ là thọ tưởng hành thức. Bạn cũng chỉ là cứng mềm nóng lạnh vô tri mà thôi. Thế giới này chỉ có tứ đại bên ngoài và những cái thân người bất tịnh được hình thành lên từ những cái pháp hữu vi, nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió, theo cái hình thức này hay hình thức kia của nghiệp, của tâm, của thời tiết, của vật thực. Và tất cả chúng đều vô thường. Thì ngày nào bạn hiểu nó vô nghĩa như vậy thì mặc áo cà sa mới được. Chứ còn không thì bạn cứ nghĩ phải có tiền, phải có cho tiền Phật, phải có Phật lớn, phải này, phải kia. Tất cả những cái gì chúng ta thấy, không có Đức Phật nào ở trong cái bức tượng bằng gỗ đá cả. Và chân lý chỉ có Tứ Thánh Đế đang hiện khẩu mà thôi. Các pháp luôn luôn đang có mặt ngay trong đời sống này. Giác ngộ không thể ở trong cuốn kinh được. Chúng ta phải thật rõ biết về cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái xúc, cái chạm. Khi mà chúng ta đang tiếp xúc với các trần cảnh này, đó mới là thực tại hiện tiền. Còn ngôn ngữ trong kinh điển chúng ta học, nhưng mà chúng ta phải vận chuyển làm sao để cho cái chi kiến nó đúng đắn với các căn của mình. Cái thấy thì chắc chắn không có tham, không có sân, không có si, không có chánh niệm, không có tỉnh giác, không có tà kiến ở đó được. Cái thấy chỉ đơn thuần là cái thấy thế giới của nó. Và chính vì cái thấy nên là nó mới có được 2 cái đối tượng của nó là gì? Là đối tượng thị giác và nhãn căn, làm cho cái thấy sanh khởi. Từ cái thấy này, do nó chưa có tham sân si lên nè, từ cái này xúc nó mới sanh, nó gặp gỡ. Từ cái xúc này thì tùy theo duyên xúc mà thọ nó mới sanh khởi. Từ thọ rồi mới có tham, hay có sân, hay có si, hay có hiểu biết, hay có ly tham được. Như vậy thì chúng ta
đó mới lên mặc áo cà sa. Và có nhiều người mặc áo cà sa, nhưng mà họ không thực sự, họ thuyết về con đường bát chánh, họ thuyết về vòng duyên sanh, nhưng mà đời sống thì pháp nó không sanh khởi. Như vậy thì cái chữ, cái nghĩa đó nó giết chết cái con người đó chứ nó không phải phát sanh lên trí tuệ hiểu biết. Không có ai mà có chánh kiến trong các chánh đạo sanh lên mà lại sống theo cái lối sống của tà kiến cả, của bất thiện pháp hết trơn. Đó không phải là giáo pháp. Đó không phải là giáo pháp. Mà có rất nhiều người, thực sự là rất nhiều người xuất gia trong chánh pháp của Đức Phật, hay là họ nghĩ rằng tôi là đạo Phật, nhưng mà họ sống theo tà đạo. Cái tâm nó vẫn sống theo tà đạo, nó thật sự chưa sống được với chánh đạo. Vậy có rất nhiều người cư sĩ không mặc áo cà sa, nhưng mà tâm của họ lại sống với chánh đạo. Thì chúng ta nói làm sao bây giờ? Và ở đây chúng con chỉ nói cái câu kệ này mà Đức Phật dạy. Thì đương nhiên các ngài tu tập đúng chánh pháp là mình cung kính rồi. Còn mà cái chuyện mà không cung kính mà vào trong chánh pháp của Đức Phật này, chỉ phá hủy giáo pháp, diệu pháp của Đức Phật, sống theo lợi dưỡng danh vọng và tà ác, thì đương nhiên là Đức Phật dạy những cái con người này sẽ đem khổ đau đến cho mình và cho rất nhiều người. Và chúng ta biết là thời Đức Phật Kassapa hay thời Đức Phật nào, ngay kể cả có thời Đức Phật, thì cũng có rất nhiều các vị tỳ kheo. Họ xuất gia vì danh, vì lợi. Họ xuất gia vì trốn lính. Họ xuất gia vì nghĩ rằng đời tu không phải nao động cực khổ. Có người đại gia, người cư sĩ, người ta cúng dường cho ăn, người ta còn lạy lục nữa. Người ta mỗi lần người ta nói cái gì, người ta còn phải nhẹ lời với mình nữa. Người ta không có dám quát, không có dám mắng. Còn mình thì tha hồ mắng, tha hồ chửi, tha hồ la. Mà người cư sĩ vẫn vâng, vẫn già, vẫn thưa, rồi vẫn phải cúng dường ăn nữa. Nên là họ nghĩ rằng như vậy nên là cái ác pháp, cái tâm họ sanh ra nhiều những cái bất thiện, ngã mạn, dễ vui trong chánh pháp. Mới hơn nữa rằng là có rất nhiều những cái loại tâm đã đời vân tập những cái thói xấu ác tà kiến. Tuy rằng họ được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà cái ác nghiệp nó khống chế, cái xu hướng của phiền não nó quá lớn, cái trí nó không đủ cái sức mạnh để mà nó thoát khỏi những cái tham muốn dục vọng. Nên là nó bất chấp, nó không có kể chi là lúc đó là Đức Phật hay ai đó. Như vậy thì chúng ta thấy pháp là cái chiều hướng nó vận hành mà không có sự kiểm soát nào được cả. Nên là chúng ta thấy không có ai tu tập, không có ai giải thoát, mà chỉ có cái con đường chánh đạo và cái con đường tà đạo. Nó sinh khởi theo duyên của nó mà thôi. Vậy cái người nào mà đi trên cái con đường chánh đạo là biết liền, người đó luôn luôn suy xét, thẩm nghiệm
về cái lý tứ thánh đế và duyên sanh trong đời sống giáo pháp của Đức Phật. Họ sống một cách rất là nhẹ nhàng, tao nhã. Họ không có gấp gáp, họ không có chạy theo những cái quảng bá là trường thiền này, trường thiền kia, pháp môn này, pháp môn nọ. Pháp môn cái gì được thưa quý vị? Cái thấy nó có duyên của nó vừa sanh khởi. Cái thấy nó đâu có chọn được đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác cũng đâu có chọn được cái thấy. Cái nghe nó đâu có chọn được âm thanh. Âm thanh nó đâu có chọn được cái nghe. Mà cái nghe thì nó đâu có ngửi được, đâu có lén được. Như vậy thì cái nghe nó đâu có tu thiền. Cái nghe nó cần phải được hiểu biết như chúng đang là. Nhưng mà cái nghe nó đang nghe mà chúng ta không biết được cái nghe, rồi chúng ta đi tìm cái để nghe thì làm sao mà tìm được nó? Vì nó đã sanh đâu, chỉ có cái đang sanh thì bạn mới hiểu biết được nó. Nó đã diệt đi rồi thì có, nó có sanh lại nữa đâu để bạn hiểu? Không. Sát la trước nó, âm thanh trước nó sanh rồi, trong suốt vòng luân hồi không bao giờ nó sanh lại lần thứ hai. Đó là cái tính chất vô thường của nó đó. Vô thường tức là nó đã diệt hẳn rồi, nhưng mà nó lại có một cái mà chúng ta cứ ngỡ rằng là nó thuở trước, nhưng không phải. Nó vẫn đem đến cái tính chất đó, vẫn là cái tính chất tham đó, sân đó, thọ đó. Nhưng mà nó không phải là khoảnh khắc trước đó, mà nó chỉ là khoảnh khắc này. Và chúng ta nên nhớ rằng chỉ có thực tại đang hiện khởi, ngoài thực tại ra thì không có cái gì hiện khởi cả. Và chúng ta không muốn sống trong thực tại, hay là muốn sống thực tại thì cũng chỉ có thực tại mà thôi. Chắc chắn bây giờ đang có cái thấy, hoặc là đang có cái nghe, hoặc là đang có cái ngửi, đang có cái nếm, đang có cái xúc chạm, đang có các cảm giác, đang có những cái sự suy nghĩ. Thiện hay là bất thiện. Thì pháp nó luôn luôn sanh khởi mà. Pháp hữu vi thì không thể nào mà chúng không sanh khởi cả. Cho đến ngày Đức Phật vô dư niết bàn thì thôi, chứ còn đã là pháp hữu vi rồi thì dầu là thân thể tâm Đức Phật, nơi Đức Phật thì chúng cũng vẫn sanh và diệt. Ngài không thể sanh ra cái thấy cái nghe được. Ngài không có bắt Ngài là phải nghe cái điều tốt được. Không có. Đó là cái tính chất của pháp hữu vi này. Như và khi nào chúng ta hiểu tất cả thế giới hữu vi này, chúng thật sự là vô nghĩa. Những cái mà chúng ta ham thích qua thấy, qua nghe, ngửi, nếm, đụng, chúng chỉ là những cái sắc pháp vô tri, vô nghĩa, ngắn ngủi, tiêu hoại. Mà không phải là con người, đàn bà, đàn ông nào ở đó thì chúng ta có thích, có vui thích với nó nữa không? Chắc chắn là không đâu. Không đâu. Nên là chúng ta cả đời có con mắt, chúng ta cũng chẳng hiểu con mắt là gì. Cả đời chúng ta tiếp xúc với đối tượng thị giác, chúng ta cũng chẳng hiểu đối tượng thị giác là gì. Mà trong khi đó Đức Phật dạy cái gì? Này các vị tỳ kheo, cái thấy là vô thường hay là thường? Bạch Đức Thế Tôn, cái thấy là vô thường. Cái gì vô thường? Cái đó là khổ hay là lạc? Bạch Đức Thế Tôn, là khổ. Cái gì là khổ? Thời cái đó là vô ngã. Cái gì là vô ngã? Có được coi cái đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể.
Như vậy thì chúng ta thấy cái là thực, là nghe, là ngửi, là nếm trong đời sống hàng ngày, nó sanh khởi, nó có mặt mà chúng ta không hiểu biết gì về nó hết. Thì đạo ở đâu, quả ở đâu, giải thoát ở đâu, ly tham ở đâu, vô minh ở đâu, trí tuệ nó sanh ở đâu được? Chúng ta ngồi đó nhắm mắt lại để đuổi hình bắt bóng thì xin thưa mấy quý vị rằng không bao giờ có chuyện đó. Thay vì chúng ta đang nói chuyện với ai, chúng ta đang rất bực mình với cái đối tượng thị giác kế bên, ngay lúc đó có đôi khi tứ thánh đế nó sanh khởi còn tốt hơn là chúng ta tìm cái an lạc nào đó. Và chúng ta thấy bất cứ khi nào có ý niệm về ngã là trước khi hay là đang khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng thì giác âm thanh màu mùi vị, là tâm của chúng ta nó ngượng gạo. Một là nó ngã mạn, hai là nó rụt rè, ba là nó không có tự nhiên, nó phải kiềm chế. Còn khi mà chúng ta hiểu các pháp là vô ngã, chúng ta chỉ có ghi nhận chúng với sự tỉnh giác được chút nào thì hay chút đó, tất cả nó đều phụ thuộc vào duyên. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được sự thật của nó. Có cái gì tốt đẹp bằng khi sự thật đang có mặt mà chúng ta lại thấy được sự thật đó không? Rồi chúng ta mặc áo cà sa mà chúng ta không có biết được pháp Đức Phật dạy là gì. Nên là chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, chúng ta vào chúng ta khen ân đức Tam Bảo rất là cao quý. Nhưng mà rồi chúng ta là gì? Chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết, nhưng mà chúng ta vào chúng ta tưởng cái gì? Chúng ta lại đi kiếm danh, kiếm lợi. Kiếm cái gì đâu không à? Kiếm và chúng ta sống rồi sợ hãi, rồi là lương lẹo, rụt vai rụt cổ khi mà chúng ta sống trong chánh pháp của Đức Phật. Như vậy thì làm sao mà chúng ta là bậc thượng trí thượng nhân được? Không có. Làm sao mà chúng ta đối diện được với thực tại? Rồi là những cái người, những cái vị chư tăng, các ngài hành những cái giới hạnh tốt đẹp thì chúng ta không có ủng hộ. Chúng ta còn làm đủ mọi thứ hết. Thì thử hỏi rằng là chúng ta đi tu trong giáo pháp này, một kiếp người nó qua mau lắm. Và quý vị thấy được là để trở lại một kiếp người nữa đó là không phải là chuyện dễ dàng đâu. Trở lại thành rắn, thành rùa, thành những người câm, người điếc, người mù, người què quặt, người biên địa, người tà kiến thì nó rất là dễ. Chứ còn để trở thành một vị chư tăng, một vị thánh nhân trong tương lai á, thì xin thưa với quý vị rằng là chỉ có những cái người mà tôn kính Tam Bảo, thực hành giới định tuệ một cách là luôn luôn tinh tấn tốt đẹp trong cái đời này cũng chưa chắc đã được nữa. Vì phiền não là khổng lồ. Chứ đừng có nghĩ rằng là dễ. Chúng ta ăn uống nhai nếm trong phiền não thì chúng ta rất là vui. Nhưng mà để ăn được với một bữa cơm chánh niệm, với thực, với cái tâm của mình là không phải chuyện dễ dàng đâu. Không phải chuyện dễ dàng đâu. Người ta nghĩ là cứ nói ra là nó có chánh niệm, có tỉnh giác liền á. Không phải, thưa quý vị, không phải.
Nếu chúng ta không có hiểu đối tượng về các căn môn này thì chánh niệm nó không có mặt. Nếu có chánh niệm đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chánh niệm nó hướng về cái tục đế, nó hướng về cái sự bố thí, cái sự mà làm những cái này cái kia vượt phước thiện của nó thôi. Chứ còn mà chánh niệm mà nó nắm bắt được chung với cái sự hiểu biết về sát la hiện tại đó, về cái chân nghĩa pháp á, thì cái chánh niệm đó nó mới đảm bảo an toàn chúng ta. Lúc đó chúng ta mới thực sự xa lìa tất cả mọi suy nghĩ, mọi nghĩ tưởng. Tâm lúc đó thực sự nó bừng tỉnh, nó khác xa với cái khoảnh khắc mà chúng ta làm phước này, phước kia, hay là chúng ta cố ý giữ giới. Xa lắm thưa quý vị, xa thật là xa luôn á. Mà chúng ta không chưa vươn tới được cái khoảnh khắc đó thì làm sao mà nói đến cái vấn đề mà tứ niệm xứ nó sanh khởi được. Chúng ta tưởng chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ ra, rồi chúng ta phân tích nào như thập nhị nhân duyên ở trong đầu chúng ta rồi là nó có chánh niệm. Đâu có phải, thưa quý vị, không phải. Cái đó là tục đế nó ngồi nó phân tích rồi nó suy nghĩ thôi. Nó không phải chánh niệm của bác chánh đạo đâu. Chánh niệm của bác chánh đạo trước đó chúng ta, cái pháp học của chúng ta nó phải đủ hiểu các cái căn môn này, đủ hiểu được cái tâm thấy này không có tham sân si, đủ hiểu. Và tâm thấy này nó chỉ thấy cái đối tượng thì đã ở khắp mọi nơi và mọi kiếp sống, thì lúc đó cái chi kiến nó đứng vững trên cái thành trì của thực tại đó thì mới nói đến cái chánh niệm được. Chính vì vậy khi mà nó gặp tất cả các đối tượng, nó không bao giờ chê khen cái đối tượng thị giác đó nữa, mà nó sẽ biết được chánh niệm nó ở cái tâm này, bất thiện nó sanh lên ở đây, chứ nó không có sanh lên ở đối tượng. Ngày nào mà chúng ta không hiểu tất cả mọi đối tượng là thị giác, âm thanh, màu, mùi vị này kia, không có một cái con người hay không có cái tôi ta nào đó, mà chỉ có các cái tâm nó kinh nghiệm và các cái duyên như xúc, duyên như thọ, thọ duyên ái vân vân. Thì làm sao mà, thì lúc đó chúng ta mới thấy được tứ thánh thế. Thì đắc y như vậy ha, đắc y trong con của Đức Phật, đắc y như vậy thì vị đó trước sau gì cũng đi đến Niết Bàn. Vì quý vị nhớ, bất cứ người nào đã hiểu pháp là thực tại, nó khơi được cái từ trong tâm của mình đúng đắn nơi chi kiến học hiểu giáo pháp Đức Phật, nó khơi từ tâm của mình rồi, chính cái pháp đó đưa cái con người đó ra khỏi sanh tử luân hồi. Người đó tự động không bao giờ mà có cái kiểu mà hành ác hơn nữa, mà chỉ có thiện lành hơn mà thôi. Đó là pháp nó vận hành. Còn chúng ta đi không đúng con đường, dầu thì chúng ta có đắp y cà sa đi chăng nữa, thì nó cũng không bao giờ đảm bảo cho chúng ta cái kiếp sống ổn định, chứ đừng có nói chi là cái tứ thánh đế. Dạ con nghe vậy đó ạ. Ô không, không cần đâu ạ. Đức giờ con có rồi. Dạ con có. Dạ 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 dạ. Và bất cứ khi nào nếu mà quý vị thấy được rõ ràng, thấy nghe ngửi nếm được ở bất cứ mọi khoảnh khắc, không có thấy con người nào mà không có thấy cái tôi ta nào, chúng ta nhận rõ được cái điều đó, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được giới của nó. Đó là gì? Là gì? Chính là khổ đế. Sẽ được cái nghe âm thanh chính là khổ đế. Và sẽ thấy được giúp xúc duyên cho thọ, rồi xúc duyên cho hành, rồi xúc duyên cho tưởng.
chúng ta sẽ thấy được sắc uẩn, thấy được thọ uẩn, thấy được tưởng uẩn, thấy được hành uẩn, và chúng ta cũng thấy được thức uẩn là gì. Uẩn không phải là trong cuốn sách. Tất cả những cái gì chúng ta xúc chạm, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống hàng ngày đều là uẩn hết. Và chúng ta luôn luôn quên pháp và không nhớ về cái điều này. Chúng ta không thấy được cái nghe này nào uẩn, cái ngửi này nào uẩn, cái nếm này nào uẩn, cái xúc chạm này nào uẩn, chứ không có cái tôi nào đó cả. Hay là chúng ta không có thấy được cái nghe này là giới, cái âm thanh này là giới, cái xúc chạm âm thanh này là giới. Và chúng ta cứ nghĩ rằng 18 giới này nó nằm ở trong cái cuốn kinh. Không phải. Cái người xuất gia trong giáo pháp mà không biết đến những cái này thì chưa được gọi là xuất gia. Bởi vì sao vậy? Bởi vì người đó không có chi kiến như thực thấy, như thực biết các pháp. Mà không có chi kiến rồi thì sao vậy? Thì làm sao mà thanh lọc được, làm sao mà thấu rõ được. Do vậy là giờ không có pháp thì họ phải sống với các dục mà thôi chứ. Điều đó là chắc chắn rồi. Cái người nào có pháp thì không có sống với các dục được. Còn cái người không có pháp thì bắt buộc họ phải sống với các dục. Chỉ có hai cái chiều hướng đó, không thể khác hơn được. Mà sống với các dục thì đương nhiên rồi là phải chịu nô lệ cho các dục. Và giáo pháp của Đức Phật thật sự có khó hiểu không? Vô cùng khó hiểu. Chúng ta đọc kinh thì chúng ta nghĩ rằng tôi hiểu rồi. Nhưng mà nói đến thực tại trong đời sống hàng ngày đó, để hiểu được nó, các bạn phải có đầy đủ ba la mật, phải thấy đầy đủ nhân duyên, phải thật sự đã gặp bậc hiền trí thật chưa, đã nghe diệu pháp mà thật sự thấy nó chưa. Chưa nói đến cái chuyện mà còn đi dài dài trên cái con đường đó nữa. Mà nếu như mà cái người nào mà thực thấy giáo pháp của Đức Phật rồi, trên mắt tai mũi lưỡi của mình rồi, thì họ không bao giờ xa lìa những cái đó đâu. Nhớ như vậy. Những cái đó là những cái thú vị nhất ở trên đời này của Pháp Quán, mà họ không có cần ai hết. Bởi vì họ không có thấy một con người hay ai ở trên các cái căn môn này cả. Họ thấy các cái căn này đều là những cái đồng không nhà trống. Lâu lâu lại có những cái tên trộn, những cái cảnh nó in dấu vào rồi nó biến mất, rồi nó để lại, rồi xúc nó lại một cái, nó để lại một cái khác, rồi nó lại làm duyên cho xúc, xúc thọ. Nó thấy những cái anh chàng này đến đi rất là vô thường, mà bấy lâu nay ta lầm tưởng, bị đánh lừa, bị đánh lừa, bị đánh lừa. Ta bị đánh lừa bởi các căn này không? Các căn này. Khi mà chúng ta nhận định ra tất cả các giới bức của nó thì chúng ta sẽ hiểu.